Dự án đầu tư xây dựng cầu nét trên đường tỉnh lộ 295 nối địa phận huyện Yên Phong và thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh. Công trình có tổng mức đầu tư là 119,7 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 62,69 tỷ đồng, được thi công từ ngày 15 tháng 12 năm 2020, thời gian thi công là 15 tháng. Đến nay, công trình mới thi công xong cầu tạm, đúc xong dầm cầu 30 trên 30 phiến dầm 1 dài 30 mét, phá dỡ xong cầu cũ. Thi công đến bản mặt cầu từ trụ T1 đến mố M2 của 1/2 đơn nguyên bên trái tuyến. Tiến độ thi công đạt khoảng 44,32% khối lượng công trình. Việc cầu nét chậm tiến độ khiến chiếc cầu tạm bên cạnh xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vì lượng phương tiện qua đây rất lớn khiến cầu tạm xuống cấp. Khi trời mưa nhiều, chỗ nước ứ đọng trên đường trở thành cái bẫy khiến nhiều người bị ngã xe máy khi đi vào ổ gà, ổ voi. Đặc biệt, những ngày mưa lộ ra lớp cừ lá sen bằng mặt sắt dưới đất khiến người dân luôn bất an khi đi qua đây. Cuộc sống mình ở đây là bị áp lực, là mưa thì lầy lội, mưa bẩn nắng đây này, mưa bẩn nắng mà mùa là nắng thì bụi, dân mình chở khổ sở. Trong khi chờ triển khai xây lắp và hoàn thành dự án cầu nét, cầu tạm hiện tại vẫn khai thác bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực cầu, người dân mong muốn cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu mới, thường xuyên bảo dưỡng cầu tạm để người dân an tâm khi lưu thông qua đây. Theo đại diện Ban Quản lý Dự án Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị cũng đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xuống cấp cầu tạm trên đường tỉnh 295 và đã có yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường, bù phụ ổ gà, đoạn đường xấu, đoạn đường đang thi công phải có hệ thống biển báo, cọc tiêu, rào chắn, đèn báo hiệu, v.v.